3-40 năm rồi. Rồi cái vị trí mà cái mỏ này nó có lệch chứ so lần không chút. Cái mỏ này thì lệch nhiều. Lệch nhiều ha. Nhưng mà hướng về núi Cấm thì chưa ra đường thì chưa ha. Là cái con đường này chưa có cửa đại nó lại nằm coi vậy nè. Mẹ đấy con kìa trên chốt núi có con chim đá nổi từ lâu đến chừng khi có máu thấm vào nó dùng miệng lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con mỗi lần nó gấp ngàn muôn người vẫn được như thường. Vậy là dữ không năm. Ôi ghê hả? Núi ông Két cũng gọi là anh Vũ Sơn nha quý vị. Hôm nay mình cũng đủ duyên nhòm trở về với vùng bãi núi. Đang quay cảnh thiên liêng màu nhiệm, chia sẻ những cảnh đẹp vùng Thác Sơn bãi núi và những cái du di huyền bí. Mong các bạn xem được video của mình hãy đăng ký ủng hộ. Mình có động lực tạo nhiều clip mới cho quý vị xem quý vị. Giờ mình lại mua vé đây. Đây, sông Hậu sông 7 kính chào quý vị. Chào quý vị. Sông Hậu không dám nói chuyện. Hôm nay dẫn quý vị về vùng Thác Sơn bãi núi. Này núi Ốc Két cũng là anh Vũ Sơn. Đây, anh em mình xuất cổng rồi nha quý vị, cái này giá nó hơi cao rồi. Lên. Giá cái này lên 50.000 một người rồi, điểm du lịch. Rồi mua đi đăng lên. Nay mình đi bộ lên quý vị. Đi bộ lên nè. Đây nhìn cảnh đẹp. Mình vừa đi mình vừa niệm Phật đi cho nó bớt mệt. Hôm nay cũng có phái đoàn vào, cũng có phái đoàn vào giếng núi. Đây mình soi lựa cảnh tham quan trên vùng núi Két. Chào mấy vậy đi nãy giờ có lụm được đá quý gì không, không ra đồ quá. Quay luôn. Nó chào phòng vậy. Quá đẹp. Thôi con lên chúc con chia sẻ tiếp. Lên. Chào chú hai. Đi tham quan xuống ha. Kiếm mua cái gì cái đồ phỏng cho ba khỉ ăn đông lắm. Khỉ đông lắm hả? Đông lắm. Vừa mẹ vừa con biết luôn đó. Nghe nói có đá quý, có xuất hiện đá quý để kiếm mày. Nãy giờ chú có gặp không? Két ha. Dạ. Qua đá luôn hả? Viết lên bà con ơi. Viết lên coi đá quý nè. Bây giờ mình đang đi lên nè. Chào cô. Tin đồn rồi xuất hiện đá quý rồi, cô có gặp đá quý chưa? Nó ở trên mỏ ông Két á, nhóc trơn á. Con không cũng thấy, lên. Không biết rồi, có ngồi chỗ mỏ ông Két mà không có thấy. Để con lên con lụm mớ về con chia sẻ. Đây là điện Sơn Thần. Mình đi vô họng ổng rồi sao ta tận. Rồi đi qua bên đây ngồi cho ông gầm gừ cái ơi. Vô trong á mới gần, vô trong bên đây
Vô trong ông gầm ghê lắm. Vô nó lại đi rồi vậy, vô trong để đi đi lên. Ôi. Ở đây cũng như là cửa Sơn Thành. Phải không con? Ôi 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 ôi. Ghê quá mày. Vô đi. Giờ mình vô mình quay. Quay đi, mình vô đây mình quay chia sẻ cảnh đẹp đi. Ô, dữ rồi. Ôi ơi, ôi ơi, ghê hả? Dữ rồi. Đây là cửa Sơn Thằng à, quý vị ơi. Có cái tiếng gầm gì ghê quá. Đây quý vị ơi, bắt đầu mình cúng ở điện Sơn Thằng xong rồi mình đi lên dài lên. Hai nó đâu? Vô. Vô đây nè, đi ra. Đây mình đi qua cái hẻm này mình đi lên đi. Trên có ông hổ ha. Tiếng cảm biến ở trong đó ông hổ gầm quá gầm. Cái khu này bây giờ mấy ông làm thành khu du lịch này. Về lên đi. Qua. Mà thôi. Chờ một chút coi. Nghe tin có đá quý, có lên đây lượm được miếng đá quý nè, không hai bạn trẻ. Mệt quá mấy bạn ơi. Mệt không, sông Hậu, sông Bảy. Mệt quá, đi thăm hiểm mệt quá. Đi lên lụm được cục đá quý hết mệt. Đi lên kiếm đá quý nghe quý vị. Chút đi chút rồi bư rồi mò kiếm. Chút đi kiếm đá quý hết mệt. Lên, lên tiếp tục. Để mình đi qua nãy giờ nè, khúc rồi qua các bạn ơi. Giờ mình lên tiếp nữa đây. Kiếm mà. Rồi. Đứng trên lưng ngồi á. Thôi mình lên. Mình kiếm đá quý rồi con. Đồ quá đồ. Đá quý mà không biết xài được không á. Ok. Không biết có đá quý không mà niệm Phật không kịp các bạn ơi. Mệt quá.
nè, đá quý nè các bạn ơi. Ôi có kìa, có thiệt kìa. Coi coi. Học đây vô bự rồi. Bự coi, bự lụm được cục nào không? Nè nè, có đá quý thiệt nè. Rồi có không để mình quay coi. Có nè, có nè, sân chân nè, phọc sò này nữa nè. Nè nè, trắng tư nè. Coi coi. Nè. Có đó nè, nè 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 nè. Quay không trúng nè. Nó quay cầm cái máy được này. Giờ chắc cắt lại. Đây. Có đó. Đây nè, mấy trúng nè. Nè nó ảnh đúng rồi. Nè có cái hàm răng, hàm trắng trắng như cái răng vậy. Ừ, đúng rồi. Ha. Ừ, đúng rồi. Như hộp răng vậy. Ừ, như cái răng. Còn mình không để ý thì cái này theo có quan niệm mỗi người thôi nha. Cái này vô người nào nó quý thì quý. Ủa, không quý thì thôi, chiếu không? Chiếu. Ánh sáng nó chiếu ngược kìa. Ừ, đúng rồi. Hay là mình gọi đèn chiếu thôi. Thấy nó sáng sáng đó thì đá quý được rồi. Thấy nó đẹp. Mình dọt mò ra vượt một đoạn đường cũng hơi xa xa, mình tới đây là tới điện Chư Thằng, điện Năm Non Bãi Núi. Nhìn mấy ông khổ này làm giả mà cũng thấy ghê quá ha. Mấy con xin mang phép về lại Đức Phật, Đức Giáo Chủ khỏi Ba Bà. Này quay đi sông Hậu. Mai dưới á. Rồi mình cúng xong rồi mình cũng đi dài dài tới cái gì. Và thưa quý vị, có mấy chú này chia sẻ. Đây là mỏ ông két hay là đường nào lên chấm? Đây là cái ở đây trên này là mỏ ông két, cũng kêu là Anh Vũ Sơn. Chú Hai cho con hỏi cái này, chia sẻ cái này là phải mỏ ông két không chú Hai? Rồi mỏ ông két. Rồi cái này nó có cái quyền bí gì mà thường thường các tín đồ đưa về á nha. Cái quyền bí thì tôi đọc vài câu cho nghe thôi, tôi hiểu. Rồi giờ cho chia vài câu. Rồi là của ông Thanh Sĩ nha. Dạ. Mẹ đấy con kìa trên chốt núi. Có con chim đá nổi từ lâu. Đến chừng khi có máu thấm vào. Nó dùng miệng lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con mỗi lần nó gấp ngàn muôn người vẫn được như thường. Vậy là giữ không năm chèo nữa. Năm chèo hám gì khủng khiếp hơn đó.
nhưng mà cái đó là mà các vị nó cơ thôi, còn này mình chỉ đi tham quan nha quý vị. Rồi mình cúng lại những cái điểm quyền di giống như là du lịch đi. Cảm ơn chú luôn, cảm ơn khoa đoàn luôn. Đạt mình quê 67. Chỗ này cái cảnh tạo giá mà coi. Lên đó quay xuống đẹp dữ nè. Chỗ này mình đi qua bên đó là điện gì nữa. Anh chúc mình lên đó chia sẻ. Đâu hai người có người ta ra bích hang nữa quá không cho vô rồi. Dầm lên trên đó đi. Cái này giống như cái quyền di mà cái cô đó cổ cũng chia sẻ, nó là cổ đi năm nào cũng đi, năm nào cũng đi mà cổ nói năm nay cái chỗ cái vách của cái đầu của ông két đó đó nó nứt ra nhiều, nứt thêm ra chỗ này nè. Dạ. Không không cái này, không cái này nứt ra thiệt. Ừ, chị Thành là ấy ha, thì chỉ trồng thêm này 3-4 năm trước có 2 cục 3 cục ha. Vậy là cái mỏ ra từ hai bên 2 cục. Vậy là cái cục này là mới mấy năm nay chứ? Trước là bởi vì hồi trước cái đường đó cái nứt đó là mình leo không được. Rồi mấy ông trắng lại không cho lên nữa. Được, nhưng mà đi qua bên kia cũng được. Cũng là chỉ thà xây chuyển mà cái vách nứt ra ý là không cho mình qua. Thành ra mình không có qua làm chi. Không có làm phiền ổng nữa ha, cho ông nghỉ ngơi ha. Cho đứng đây cảnh qua đi. Không, chú Hai 30 mấy năm trước ông chia sẻ là cái chỗ đó cục đá chỗ ngay chỗ cái chùa đó không có. Cái điện này không có điện này, không, chưa cắt điện này. Điện này mới làm đây hả? Không có mấy cái này hết, đồng bộ. Cũng như là cát không. Cũng hồi xưa lên ông đi đường cuộn cấp mì không đó. Nó không có đường mòn lên như nhà nước người ta làm. Đem mình lên thôi. Giờ con mới lên lần đầu. Ở đâu tỉnh nào qua? Con ở bên Long Xuyên, Mỹ Hòa Hưng á, Bắc Tôn á. Tôi chạy ngang đó này. Dạ. Này chú Hai đoàn mình ở đâu đi? À, chú ở là Dùng. Vậy đi sớm không tới giấc này tới rồi chú? Tại đi cái đường trong á. Dung mà nằm bên Cù Lao vậy? Dung bên không không Cù Lao. Bên này. Dòng cống đi xuống. Dạ. Vậy là chú cũng là chú này là cũng tu hành cũng theo như hình đội chứ cũng 40 năm rồi. Ông đi lúc 40 năm trước mà. Dữ vậy đó. Lúc đó Tháp Dũng chưa có xây cái hồi trước kia là tôi lên đây á, là đi kiếm Túc Nam. Dạ. Đi qua bên Trà Sư nữa. Dạ. Thì là đi kiếm Túc Nam. Không đó, lần nào con mới lên tới đây mà con dòm thấy cái hồi trước là tôi kiếm Túc Nam bên cái cánh bên đây. Dạ. Ở bên đây có một cái ngang. Cái ngang đi vô. Quẹo ngang. Đi vô ở trong nó có cục đá bằng như cái bằng thạch, có một bộ xương của một người lính Mỹ đó, nhưng mà thời gian cũng 20 mấy năm sau tôi trở lên đó thì cái hang nó
Đá lớn ép lại không có vô được. Đá lớn từ ép ha. Đá từ lớn ép hàng lại. Cũng chứ thằng có cái bộ xương hay trong á. Tham chung nó về núi thì phải có chư thần trấn giữ chứ, huyền di mà. Xây ông Tét thì xây chư thần xây đá mình trồng chứ. Không mà con. Dạ, đúng rồi. Bây giờ con hỏi chú gì nè, con hỏi chú là đi giống như là chú đi hồi đó giờ là 3-4 triệu năm rồi. Rồi cái vị trí mà cái mỏ này nó có lệch với so lặng không chú? Cái mỏ này thì lệch nhiều. Lệch nhiều ha, nhưng mà hướng về núi Cấm thì chưa, ra đường thì trước chưa ha. Là cái con đường này chưa có sửa lại là nằm co vậy nè. Để à. Đi qua, co qua gì nè là cái mỏ nằm đây. Ừ. Chân cái chân dấu cái co cái cục đỏ cục lỗ á là từ ở dưới đó tôi đi lên nhưng mà bây giờ là xây lần qua tới đây thấy mấy qua hướng núi Cấm cái mấy ông thì mấy ông nói cái vụ đó thì con không nói đi cái đó thiên nhiên tạo mình không biết tạo mình có biết nhưng mà cho con hỏi là giống như chú tu 30-40 năm nay là chú tâm đắc nhất là cái câu giảng nào đó chia sẻ cho quý vị người ta nghe người ta tu viết đặng trở về với cái bản thể thanh tịnh giảng thì câu nào cũng tâm đắc vì Phật nói mà Phật nói chứ không phải mình nói không phải mình nói coi như là cái câu nào cũng nhưng nghe. Mà nó có diễn biến ra thời này nè câu nào cũng có cái ý riêng thành ra mình không có nói gì, cái câu nào mà không hay chứ câu nào cũng hay hết hiểu được là hay đúng rồi đây trên này là cái lên đây điện bà còn bên đó đường thông quan nữa chứ dạ mấy con cúng đầy mấy con lên mấy chú lên trước đây trang nghiêm và thanh tịnh Nam Hải Quan Âm chúc tịnh bình cầm nhành dương liễu gãi tà tinh đây cái hình mô phẩm nha quý vị chúc và giờ mình lên sân tiên đi chư quý cô bác chị em ơi chư quý đạo hữu ơi lên đi sông Hậu 67 sông Hậu 67 và cùng phái đoàn lạ không biết ai đây cho qua đi luôn đi lên sân tiên nè chưa đi tới sân tiên rồi xuống rồi ổn hả tốn 50.000 ổn lắm à đây ở đây mới có 20.000 chưa đủ nữa đi cho đủ 30.000 nữa mới được sắp tới rồi đó dưới đây bằng đây lên đó à cô ơi dán đi quay luôn đây đó tự cho vui vẻ gì đi lên gần tới rồi sắp tới rồi ôi không có nhân viên sao đi chung đường được ta chết chóc tùm lum mình thì không có em chưa đi chùa bây giờ bỏ gậy không bỏ gậy tôi làm cho bỏ gậy cho tôi không thích ngon rồi không lại đây nè tự đi với cổng gì trời gắn lên cố lên thế nào cũng gặp cha Ngọc Đế trời ơi phái đoàn mình đâu đông quá rồi chào chú quý vị luôn chào quý vị luôn quá vui em gán lên kiếm ngọc quý coi ở dưới kia chỗ cái lỗ dưới nó có thiệt á chị tại vì
Tại vì ông Phật ông nói ngọc báo quý ẩn trong năm đỉnh mà. Nhưng mà chưa có xài được đâu nghe. Giờ nhà mình mặn mình có tiền xài mới được. Ngọc đó để nữa sao? Ừ. Nó sầu dữ dằn. Rồi bây giờ phá hết trơn cây rồi. Đi ra ăn đi qua chùa Vạn Linh nè. Chùa Vạn Linh nó gì? Đi rồi. Từ nhỏ tới lớn rồi đi chùa rất là nhiều. Này đi đầu tiên. Đi. Mệt thì ngồi nghỉ. Chị ở tỉnh nào? Mà chị ở tỉnh nào? Chị đâu? Chị đốc gần đây mà. Chắc là rồi. Đợi cái mày coi rồi. Chị đốc thấy không? Từ từ đi đi mình đi chơi tham quan chơi mà cần này mình đi, đi một bạc hai bạc cái bắt đầu cái người ta ngồi người nghỉ người ta nói chuyện với lại nước ta dùng khỏe. 10 tiếng ta tới mình không có coi trong đi rồi. Đúng, đúng rồi đi đi cầu mình có tới là được à đi thi chăm nguyên không gặp gì nghỉ thi rồi thi bà nội tôi thi nghỉ đậu luôn ấy thi chú phủ qua thi thi về cho mình có gặp bữa nãy giờ bữa nhanh lên. Rồi. Không lẽ tao xin mặt mày mày. Tự giết trơn à. Rồi xin cho nó lên đi tới ngày. Rồi. Rồi bây giờ là mình và các bạn mình đi tới điện Phật Vương sắp sửa tới rồi. Phía sau mộ Bình Tây có cái đường đi tắt lên cái cổng cổng sau á. Dạ, đúng rồi. Đi lên gì? Đi lên cái núi này. Núi hả? Ờ, mà đúng mình, rồi. Mình đi đường xa chứ đâu đi đường sau, mình đi đường sau, đường khỉ á. Ừ. Có cái cổng gì lên? Đường mấy con khỉ nè. Cái con đi lên tới đó, cái con không có đi lên tới đây nữa. Đường này là bên điểm phân giao tham quan khác. Mấy con đi đường, đường bên kia không à? Đi đường đó đó, rồi dạ. Xe nó mới chạy vào cổng này lên đó đó. Mấy con đi đường kia. Rồi mới đi xuống đường này. Nếu mà tới cái này không hay rồi cái này đâu chẳng nữa. Em cũng không gần nữa. Tại đây đi lên hoài đó, đi lên hoài tới chơi. Đây là điện Phật Vương chư quý đồng đạo và con cô bác. Ôi địa ngục tại tâm làm quấy về thiên đàng cái máy tạo ra mà. Cái chữ tâm là quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó cho nên ăn thua cái tâm mình thôi. Lên quý vị ơi, ghiết lên đi. Thấy sân tiền này. Lên, lên đi. Đi kiếm tiền. Giống cái dĩa đó bay quá. Qua bàn chân tiên nè. Đâu bàn chân tiên. Ông tiên với bà tiên này, ông tiên hay bà tiên này lớn nè. Lớn hơn dài Hồng Nhi bà không. Rồi hắn dài Nhi Đồng. Cái này ấn cái gót, còn kia cái mũi nguyên cái bài. Cái gót kia cái mũi trên là nguyên quá vậy. Cái bàn thì đúng gót như gà mũi vậy. Cái đâu mà chỉ đó nguyên bàn, cái này gót. Cái này tôi độ là nguyên cái bàn chân trái quê rồi về in cái ngón tỏ với cái gót á. Nguyên cục luôn ha. Khúc ra hả? Từ trên đó. Này cũng thức mấy giống như cái ông ở bên ấy vậy đó. Cái đá mà mập mấy gì đó mà cái ảnh quay lên nó quá u đàm.
Đây nè các bạn ơi, nhìn đây nè, nhìn là mấy biết nhiệm màu nè, cục đá thôi lòi chỉ có chút xíu không dính ra nữa nằm nè. Tiếp tục đi các bạn ơi. Đường qua bàn chân tiên, bên kia cũng điểm tham quan không biết cái gì. Gặp cha Ngọc Hoàng chưa? Rồi xuống đây nè, bà chỉ đưa đường này nè. Bà chỉ xuống này nè. Ừ, nó đúng không? Điện lên đó, điện mình đó đó. Vậy hả? Mình xuống đây phải không? Mình xuống đây nè, anh đời, không gì nè. Người bánh ai dắt công mình. Giếng tiền. Qua giếng tiền thỉnh nước đi. Tan bệnh tật. Thanh Long, mẹ Quan Âm kể Thanh Long. Phá là phá ở dưới đó. Phá cửa rồi. Qua cầu, qua cầu.